The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rồi mai có một lần tôi đưa em về miền nắng đông, những con chim tôi ngủ sau mùa đông lạnh căm, hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ, đem mặt trời tô mắt lại tuổi mơ. Tuổi thơ thôi giá tôi rời, xin đừng làm bao cuối đôi vơi, để vòng tay các khoái ôm xuôi, từng niềm vui bay theo biển dương. Jimmy Thế Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, vào thập niên 60, có một nhạc sĩ nổi danh. Ông cùng thời, cùng giai đoạn với các nhạc sĩ tên tuổi khác như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Lưu Yên Phương, v.v. Ông được giới sinh viên học sinh chú ý và đón nhận ngay từ tác phẩm đầu tay Bây giờ tháng mấy. Dòng nhạc của ông mang âm hưởng của thi ca, của thời tiền chiến và trải qua biết bao nhiêu những biến động của thời cuộc của đất nước. Tác phẩm của ông vẫn là biểu tượng của tình yêu. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón người tình chung thủy của tân nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Từ Công Phụng. Con xin chào chú. Chào Jimmy. Xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Rất là vui khi hôm nay nhận được lời mời của Jimmy đến để mà tâm tình cùng quý vị. Phải nói là con cảm ơn chú và cũng như là cô. Hôm nay có dịp xuống Nam Cali này và dành cho con buổi tâm tình với khán giả là điều con hạnh phúc lắm và con rất là mong chờ cái buổi này lâu lắm rồi. Hỏi chú ngay là sức khỏe của chú bây giờ như thế nào ạ? Sau 10 năm bị ung thư thì cho tới bây giờ tôi cảm thấy là tất cả mọi thứ đều ok, không có gì đáng lo lắng. Bởi vì mỗi năm tôi bị check một lần thì bác sĩ nói là không có gì chẳng hạn. Dạ, vậy thì đó là điều mà con mà cũng như là khán giả ái mộ nhạc của chú rất là mừng. Thưa chú, bây giờ chúng ta trở về thời gian trước đây, những ngày tháng đầu chú bước chân vào văn nghệ. Thì con được tìm hiểu thì con có biết là chú Từ Công Phụng đây gốc là người Chăm. Xin chú chia sẻ thêm về nguồn gốc và cũng như quê quán của mình. Tôi sinh ra tại miền Trung, ở cái tỉnh gọi là tỉnh Ninh Thuận. Thuở nhỏ tôi vẫn thường rong chơi ở ngoài trời và những mùa đông, những cánh đồng trơ cũng dạ. Thì cái quãng đời thơ ấu của tôi được trải qua với những bạn bè trong làng. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu đi học thì tôi lại lên thành phố tôi học. Và cơ duyên nào đưa chú bước vào văn nghệ Việt Nam? Thì trong cũng như tất cả các anh chị em học sinh khác ở trong mái trường trung học ở Duy Tân ngày xưa thì tôi cũng đi học bình thường, cũng sinh hoạt như anh em, cũng học hành như anh em và đều cũng có khả năng như anh em. Nhưng mà cái điều là tôi rất yêu âm nhạc, tôi mê âm nhạc lúc tôi còn nhỏ. Thì có những lúc mà tôi đang ngồi học bài thì có những tiếng nhạc vọng đâu đó thì tôi phải ngưng lại để tôi nghe. Tôi rất là mẫn cảm về vấn đề âm nhạc. Thì cho tới năm 13 tuổi thì tôi bắt đầu học nhạc. Thì học nhạc từ một người anh lớn ở trong nhà chỉ tôi căn bản như là những cái nốt do re mi fa sol la si do. Và từ đó tôi bắt đầu tôi tự học lấy. Đàn cũng vậy, tôi tự học lấy.
Thì tôi học qua sách của ngày xưa thì Việt Nam không có sách nhiều về âm nhạc. Thì tôi nói với ông anh tôi order sách ở bên Tây về, gửi về và tôi bắt đầu học. Những cái gì chỗ nào tôi không hiểu tôi hỏi ông anh tôi. Nhưng mà nhiều khi ông cũng không hiểu mà tôi tự mò lấy tôi học. Thế thì cái cơ duyên âm nhạc tới với tôi từ những lúc mà tôi còn thơ ấu. Tức là tôi thích nghe nhạc lắm. Tức cái đó là cái gọi là cái tính cái thiên phú trời cho như vậy. Vậy thì chú cháu mình là có cùng một tình yêu âm nhạc, con cũng mê nhạc từ hồi nhỏ nhưng mà con lại không biết sáng tác nhạc, chỉ biết nghe thôi. Chú ơi, như lúc nãy con có chia sẻ với khán giả đó là giới sinh viên học sinh thời điểm là năm những năm 60 chú ý và đón nhận chú ngay từ tác phẩm đầu tay là Bây giờ tháng mấy. Câu hỏi này thì cũng như là một sự lặp lại thôi, nhưng mà với chương trình của con hôm nay lần đầu gặp chú thì con muốn hỏi lại là bài Bây giờ tháng mấy chú sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào? Đó là một bài hát bằng của một học sinh mới lớn ở cái tuổi 18 học cái bậc cuối cùng của trung học thì cũng có những cái rung động những cái gọi là những cái tình yêu thầm kín mà không dám thổ lộ đại khái như vậy thì nó rất rất là thư sinh mà nhát nhú Rồi chú làm sao mà đưa cái bài đó? thì hồi nhỏ hồi năm tôi 16 tuổi tôi đã đọc sách rất nhiều và đặc biệt là ngoài những cái sách khác mình nghiên cứu thì tôi hay hay đọc những tiểu thuyết mà thời thời xưa đó thì cái những cái gọi là những cái tình tiết ở trong tiểu thuyết với lại những cái chất lãng mạn ở trong tiểu thuyết nó gắn bó với cái đời của tôi và cái bài đó là bài đầu tiên tôi viết mà trong tưởng tượng chẳng không cho bất cứ một người nào cả Là trong một thì cái sự tưởng tượng. Và bài hát đó quá được khán thính giả yêu thích và phổ biến rất rộng rãi ở miền Nam trước 75. Và chắc chú cũng biết là cái bài đó cũng bị người ta sửa lời nhiều. Thì chú nghe người ta, nhất là trẻ em đường phố mà nó sửa lời như vậy thì chú có cảm nghĩ như thế nào? ban đầu thì cũng hơi buồn ban đầu thì cũng cũng bực bực hơi bực mình tại vì những cái gì mình viết ra mà người ta hát không đúng như vậy thì dĩ nhiên là cái phản ứng của mình nó nhưng mà lúc suy nghĩ lại đó thì cái bài này là cái bài mà đi sâu vào quần chúng thì quần chúng mới mới sửa như vậy Đúng vậy. nếu người ta không để ý không biết là sửa như vậy đâu phải không? Nhiều khán giả và cũng như hôm qua chú cháu mình có tâm sự với nhau á, là hầu như cũng như bạn chú cũng nghĩ chú là chỉ là một nhạc sĩ thôi, nhưng mà ít người biết chú cũng rất là thành công trong vấn đề học vấn. Xin chú chia sẻ thêm là bởi vì con được biết là chú cũng đã học văn khoa rồi ra bên luật nữa. Thì tôi xin nói thêm là cái hồi đó đó lúc mà học xong tú tài đang học tú tài hai đó tức là lớp thứ nhất thì tôi hay bị ngưng là vì có những nguồn nhạc nó ở đâu đó nó chạy nó đi ngang qua cái đầu tôi phải ngưng là tôi viết thì nếu cho nên tuy nhiên thì vì cái ý chí của mình, cái quyết tâm của mình thì cái việc học không có dở dang. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ khác là có thể âm nhạc là cái nguồn mà mình ưa thích, thích thú. Nó giống như là cái giống như passion. Đam mê Passion đó cái đam mê của cái mình đam này. Nhưng mà tôi không 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 phải mình rời khỏi nhà trường để mới theo âm nhạc. Bởi vì tôi nghĩ cái mà quý giá nhất của mình là vẫn là cái knowledge là cái sự hiểu biết mà sự hiểu biết nó trong nhà trường ra đó. Thì từ cái sự hiểu biết đó thì nó mới nảy sinh ra những cái ý nghĩ tốt hơn ý nghĩ cao thượng hơn hoặc là cái nó sâu lắng hơn trên tôi chuộng cái văn cái học trước cái đã rồi muốn làm gì đó tính sau. Nhờ như vậy mà các tác phẩm của chú, nhất là phần lời, rất là sâu sắc và ý nghĩa, và thấy bây giờ khán giả xem đó là những ca khúc để đời. Cảm ơn. Chú nhớ là những sân trường đại học nào chú đã hát cho sinh viên học sinh thời đó Ồ, không? hồi đó thì nó có cái bãi đất trống bởi vì
cái chỗ đó một cái building bị phá hủy đi để mà xây dựng một cái building mới, thì có một cái khoảng đất trống, thì chúng anh em chúng tôi, những người yêu thích văn nghệ tụ tập lại ở đó. Như hồi đó là có sinh hoạt rất là đều đặn của các ông họa sĩ trẻ, của các ông nhạc sĩ trẻ, của các ông các bà ca sĩ trẻ, đại khái như vậy, mà phát phát xuất từ sinh viên ra chứ không phải là ở bên ngoài họ đi lên. Thế thì chúng tôi tụ tập nhau lại những ngày cuối tuần, ban đầu thì những ngày cuối tuần, nhưng về sau này cái lai rai đêm nào cũng có một hai người hát cho nhau nghe đại khái, rồi có những người đem những cái bản mới sáng tác ra trình bày đại khái. Thì trong sinh hoạt văn nghệ hồi đó nó rất là khởi sắc, cũng giống như là trong thời buổi mà chiến tranh nó đi tới giai đoạn khốc liệt, mà tại sao chúng tôi vẫn có thì giờ để viết những bản nhạc như thế. Cái đó là cái tôi nghĩ là cái nó cũng nhờ cái không khí tự do thoải mái ở trong một cái chính thể mà không bóp nghẹt cái gọi là cái tư tưởng con người. Thì những cái bài tình ca được thành hình, và có anh em thì làm những cái bài du ca, có những anh em làm những cái bài hành khúc ca chẳng hạn, đại khái thì mỗi người một vẻ. Thì trong cái vườn hoa lúc bấy giờ nó có nhiều bông hoa dị thường lắm, nó có nhiều cái vẻ đẹp khác khác nhau, mà chúng tôi rất tôn trọng lẫn nhau. Thì mỗi người anh em nào sáng tác được điều gì, lại sáng tác được bài mới, là viết được được điều gì, hay hoặc là vẽ được bức tranh đẹp, đều đem ra trưng bày ở đó để cho mọi người thưởng lãm. Cái đó phải là ở sân cỏ trường đại học Mà Văn trường đại học Khoa. Văn Khoa cái thời đó thì chỉ có cái thời đó là có cái đó thôi, Wow, dễ còn thương về quá. sau này không có, không thấy nữa. Phải cái chỗ đó là gọi là quán văn phải không hay Không là phải quán khác văn khác, khác nữa quán văn thì về sau rời qua quán quán cây tre cây tre đó, rồi mới tới quán văn. Cảm ơn chú thật nhiều với những kỷ niệm này, và sau một vài phút thương mại thì nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mang dự màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thì chú lúc nãy nghe chú chia sẻ về những sân của trường đại học như ở Văn Khoa, chú đã cùng với các bạn của chú hát và cũng như sáng tác. Thì trong thời điểm mà tại sân trường Văn Khoa mà chú có những sáng tác phẩm như là Bây giờ tháng mấy, thì còn ca khúc nào trong đợt đó không thưa chú? Ở trong đợt có thì cũng có một số ca khúc khoảng chừng 10 bài. 10 bài. Thì nhớ là trong đó có Mùa Thu Mê Ngàn, bài Cho Em, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Lời Cuối. Đại khái như vậy. Thì trong cái thời gian đó là chú viết viết nhanh lắm, viết nhiều. Con để ý cái loạt nhạc chú nói rất lãng mạn mà không có gì đau khổ bằng những ca khúc sau này. Có cái gì đó nó vỗ về một người tình hoặc là rất lãng mạn như Bây giờ tháng mấy hay Mùa Thu Mây Ngàn. Riêng bài Mùa Thu Mây Ngàn thì con rất là chú ý và con rất là ái mộ. Hình như bài đó chú viết về ở Đà Lạt phải không? Chứ viết ở Đà Lạt không? Thì đi đâu viết cũng được, nhưng mà cái không gian của nó là ở Đà Lạt. Nên, bởi vì nó trầm lắng, phải không? Nghe tiếng nhạc nó văng vẳng đâu từ xa đưa tới. Nó nhiều khi chú nghe lại chú cũng cảm thấy xúc động lắm, vì nhớ lại cái thời đó, cái xúc động của mình thời đó. Cũng như bây giờ mà nghe lại, thỉnh thoảng nghe lại bài Bây giờ tháng mấy, mà có những em là hát hay đó, tự nhiên gợi lại cho mình một cái niềm xúc động. Nhưng mà rất là Có những khác lạ bài lắm. Con thấy bài Bây giờ tháng mấy vì chắc có thể là nổi tiếng quá cho nên chú đặt thêm bài số 2 phải không? Bây giờ tháng mấy 2. Cái đó là cái chẳng phải nổi tiếng quá đâu, nhưng mà thế này, nó có giai thoại của nó, tức là khi cái bài Bây giờ tháng mấy một á mà chú lần đầu tiên hát ở trên đài phát thanh Đà Lạt, thì cũng có rất nhiều thư từ gửi vào đài và ngưỡng mộ cái bài hát đó, và ngưỡng mộ luôn cả tác giả. Thì chú
trong số những cái lá thư gửi vào đó thì có một cái thư mà trong đó có để thêm một tờ giấy có viết một bài thơ. Bài thơ đó dựa theo cái bài Bây giờ tháng mấy đó. Ý cũng như vậy, nhưng mà 5 chữ chứ không phải là một câu dài 7-8 chữ. Thế thì tôi thấy cái bài hát này cũng hay. Hát cái bài thơ này cũng hay, cũng dễ thương. Thì chú bèn nghĩ ra một cái gọi là cái cách hành âm khác để mà viết lại cái bài Bây giờ tháng mấy đó. Thì nó cũng đã khá, như là nó theo cái chiều hướng như vậy. Cái âm hưởng này. Và tác giả bài thơ là ai, chú nhớ không? Chú bây giờ chú cũng không biết là ai nữa. Là chú dựa theo cái bài thơ đó chú viết cho Bây giờ tháng mấy số 2. Nhưng mà dĩ nhiên là có những cái đoạn chú thêm thắt vào. Chú về sau này phổ những bài thơ chú hay có hay thêm vào cái kết luận này, hoặc là giải bày thêm cái gì tâm tư gì nó mà trong bài thơ đó không có. Đúng rồi. Cho hay lắm. Bây giờ là tháng mấy, mùa hoa đã phai chưa, tim quyên mùa thương trong ngọt lắng cung đàn. Mở mắt anh gần đó, nhìn áng mây bay về trời cũ, đâu nữa mây mộng. Bây giờ là tháng mấy, chiều em đi quên đường, đến những bài thơ được chú phổ thì một trong những nhà thơ, một trong những người mà được chú đã phổ thành những ca khúc bất tử đó là nhà thơ Du Tử Lê, được chú phổ rất nhiều bài. Thì cơ duyên từ đâu mà chú tìm đến những bài thơ đó? Ồ, chú không có tìm. Chú không có tìm tới, nhưng mà nó đưa tới. Nó tới thì cũng phải là thế này. Năm 1967 đó, chú có đi mùa hè, chú có đi lang thang ở mấy cái vùng miền Trung, Nha Trang bọc lên Đà Lạt rồi Pleiku, Công Tum là cái kia. Chú đi hành vòng đi chơi thì tình cờ chú gặp một người bạn là nhà thơ Triều Hoa Đại. Thì Triều Hoa Đại dẫn tôi đến uống cà phê, thì thấy một người lính, không phải lính mà là một sĩ quan, đeo lon ở trên này ngồi nói chuyện với một cô gái. Thì chú không để ý, xong rồi người bạn của chú dẫn tới, nhưng mà nó giới thiệu đây là nhà thơ Du Tử Lê. Chú quen dễ từ đó. Rồi từ đó thì chú bắt đầu chú đọc thơ của Du Tử Lê nhiều hơn. Trước đó có đọc, nhưng mà đọc nhiều hơn thì thấy thơ của Du Tử Lê nó nhân cách hóa rất nhiều, mà rất là gợi hình, gợi cảm. Thì thành ra chú để ý. Rồi người bạn nó đề nghị chú là bây giờ tôi thấy cái bài thơ này được quá này, ông có thể phổ nhạc dùm cho Lê được không? Thấy thơ nó tìm tới chứ không phải chú tìm thơ. Khác với những người khác. Chú mới đọc, lấy bài thơ anh đọc. Chỉ thấy bài thơ này nó lạ lắm mà cũng hay. Thành ra sau khi mà bài thơ dài, có những đoạn không cần thiết, chú ngắt bỏ đi. Chú lấy những cái đoạn mà nó cân phương hơn, hoặc là nó diễn tả được ý nghĩa nhiều hơn. Chú cho vào nốt nhạc và nó thành ra bài nhạc. Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi, từ những ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, thank you.
con chú ý bài đó bởi vì có những cái câu như là bày sẽ cũng hôm hem rất hình ảnh rất là thật. Đúng rồi, rất thật nhưng mà nó gợi hình quá. Gợi hình, dạ. Gợi hình rất là hay. Dạ. Yeah. Bày sẽ cũ hôm hem. Dạ, bày sẽ cũ hôm hem. Nó nguyên câu của nó bày sẽ cũ hôm hem chiều mái xám. Dạ, và có con dế màng nữa. Trời em cao chân nhỏ cũng không về. Thế chú mới để cho nó cái nét nhạc nó cân phương chút. Cho nó bầy sẻ cổ hom hem, chiều mái xám rêu xanh. Cái rêu xanh đó, thơ của chú Lê thì cho nó chiều mái xám thôi. Mà chú thêm hai chữ rêu xanh. Rêu xanh là vì sao? Vì nó có thêm ý nghĩa đậm đà vào trong cái hình, trong cái bức tranh đó. Mái xám, nhưng mà rêu xanh, rêu nó đóng trên mái xám, xanh. Đúng không? Màu xanh. Thì có những rồi ví dụ như trong bài thơ nó có nhiều đoạn chú cũng thêm thắt vào. Chiều em cao chân nhỏ cũng không về, thế thôi. Chiều em cao chân nhỏ cũng không về, chú thêm vào trên dòng sông tội lỗi. Chú cũng có thêm thắt vào thêm trong đó vào. Và sau đó chú cũng phổ rất nhiều những bài thơ khác của nhà thơ Vũ Tiểu Lê. Không, thực sự thì chú phổ ít lắm, chú ít phổ thơ lắm. Chúng có phổ nhiều như những người khác. Thì cái âm nhạc thơ và âm nhạc là hai cái đối tác mà nó gần như là đi song song với nhau. Trong nhạc có thơ và trong thơ có nhạc. Nhưng cái vấn đề là gì, là khó khăn để mà phổ một bài thơ ấy. Là như cháu biết rồi thì trong âm nhạc nó có 7 nốt. Rồi cộng thêm những nửa nốt nữa, thành ra mười mấy nốt. Thì nếu mà cái câu đó nó tới chỗ đó tự nhiên nó lên, mà chính ra nó nhạc nó phải xuống mới hay. Chứ biết làm sao vậy, vì cái khó là ở chỗ đó. Đúng rồi. Thì thí dụ như bài đầu tiên vô đó, tiên vô thì trơn tru lắm. Hạnh phúc tôi từ những ngày, bài thơ là từ những ngày con nớt lớn. Hạnh phúc tôi từ những ngày con nớt lớn. Là nhẹ mà, hạnh phúc tôi từ những ngày con được lớn. Đâu, là không được. Thì ra chú phải sửa lại chút. Mà cái sự sửa của chú đó, nó có sự đồng ý của tác giả. Mà tác giả rất hài lòng. Thì chú mới làm, nhưng mà họ không chịu thôi, chú cũng tôn trọng họ, chú thua luôn. Con rất đồng ý với chú là những cái ca khúc đó có sự hợp soạn thơ và nhạc giữa chú và nhà thơ Du Tử Lê thì làm cho ca khúc đó đạt đến một cái điểm rất là cao. Và bên cạnh những ca khúc mà chú phổ thơ thì con chú ý có một bài, đó là bài Kiếp Giả Tràng. Con nghe lần đầu tiên cái bài đó không có phổ thơ. Đúng, bài không phổ thơ nhưng mà cái tạo có một cái sự ẩn dụ là giả tràng xe cát biển Đông. Thì hôm nay con muốn hỏi chú là bài đó chú sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào? Bài đó là, nếu chú không lầm, nó được viết vào năm 68, 69 rồi đó. Trong 68 hay 69 rồi đó, chú không nhớ rõ. Nhưng mà trong một cái kỳ thi luật xong thì chú mới đi nghỉ hè về quê thăm nhà, rồi từ đó là đi ra Nha Trang chơi. Thì con nhớ ở Nha Trang, chắc là con hồi đó con không biết Nha Trang nó như thế nào đâu. Thì Nha Trang á, nó có cái bãi đẹp lắm, bãi biển đẹp lắm, có cây dừa, rồi có bãi cát, người ta chạy ra tắm tiếp này kia. Bây giờ thay đổi nhiều lắm, nhưng mà hồi đó đó, chúng nằm ở dưới cái tảng dừa đó. Chúng nghe gió lao sao, thì chúng mới nghĩ ra là buổi chiều nắng hanh vàng mà sắp đi vào bóng tối, thì chúng mới thấy là chiều vàng vương gót mỏi, ta dừng chân nơi đây, lặng nghe sóng gọi ngọt ngào. Hàng dừa nghiêng bóng, du nhau thầm thì lời âu yếm. Ta đứng nhìn mối tình duyên ta.
Đó là kỷ niệm của chú tại bãi bể Nha Trang năm 1968. Cảm ơn chú thật nhiều. Và sau một vài phút thương mại thì nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mọi người ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thưa chú, trước năm 75 chú cộng tác với đài phát thanh nào ở miền Nam? Hôm qua chú đi làm ở đài, trong đài phát thanh đó, chú cộng tác với đài Đài Tiếng Nói Tự Do. Đài Tiếng Nói Tự Do là một cái đài phát thanh trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nó cũng có cái, nó cũng có cái tác dụng gọi là chuyển những cái tình cảm của miền Nam sang miền Bắc. Chiêu hồi ha. Chẳng phải chiêu hồi đó, nhưng mà ai nghe mà nghĩ là mình chiêu hồi thì chiêu hồi thôi. Chú không có nghĩ tới cái chuyện chiêu hồi. Chú viết clip nhạc ở trong đó. Trong đó thì có những người rất nổi tiếng làm. Thí dụ như là ca sĩ Thái Thanh, ca sĩ Kim Tước. Chú làm phòng với lại chị Kim Tước. Nhiều người lắm. Thì chú làm cho nó chưa tới khi mà năm 75 luôn, năm 75 luôn. Trong khi mà làm việc ở Đài Tiếng Nói Tự Do đó, thì chú vẫn đều đặn tới trường trường luật đó, để mà ghi chép bài học. Rồi chú lấy xong cái nhân luật trong khi chú đi làm Đài Tiếng Nói Tự Do. Nhưng mà cái ông giám đốc ấy thì ông ấy cũng tốt với chú. Đó là bây giờ anh cứ đi học đi. Tại vì chú làm việc cật lực lắm. Nhiều khi chú viết bài khi chú cũng chưa về, viết chưa xong á. Vậy là ông ấy rất là có cảm tình với chú. Chú có trách nhiệm mà trong công việc. Thì sau đó thì chú cho tới năm 75 thì cái đài phát thanh đóng cửa. Được. Thì chú cũng đóng cửa luôn. Kẹt lại ở Việt Nam sau 75. Việt Nam rồi. Trước năm 1975 thì chú cộng tác với đài Tiếng Nói Tự Do. Thì trong cái thời gian đó thì con thấy chú cũng đã có hợp tác, hay là trong cái group của chú gọi là cái group Tơ Vàng đó. Thì con nhờ chú nói thêm, bởi vì những cái băng nhạc Tơ Vàng thời trước 75 con có được nghe và con rất là chú ý, như là băng nhạc về Văn Phụng Châu Hà, băng nhạc Lê Uyên Phương, thì cũng có thấy một cuốn băng của chú. Thì đó là một một nhóm bạn của chú thành lập cái nhóm Tơ Vàng đó, để họ có cái mục đích rất hay là muốn tuyển lựa lại những bài hát hay, những nhạc sĩ hay, ca sĩ hay để làm lại một cuốn, và có thể là trong tương lai còn giữ lại được những cái bài hát ngày xưa, cũng như cái giọng hát mà đã có một thời làm đã có một thời nghĩa là phải nói là những cái giọng hát của Kim Tước, Quỳnh Giao, Mộc Lan, Châu Hà là những giọng hát vàng mà đã mang lại cho Việt Nam một cái thời gọi là vàng son của tân nhạc. Họ hay lắm. Và cho nên chú đã cùng với các bạn ở trong nhóm tạo thành nhóm Tơ Vàng. Còn trước năm 75 thì cũng như sau này, nhiều người nghĩ đến nhạc sĩ Từ Công Phụng chỉ là tình ca thôi. Nhưng bên cạnh đó có hai ca khúc, và sẽ hơn hai ca khúc, chú cũng nói về thời cuộc, nói về cuộc chiến. Cái đối với chú đó, nhạc mà nói về thời cuộc nó không có sống lâu được. Nó không phải là một cái... Bây giờ chúng ta nghĩ như vậy, nhưng trong tương lai chúng ta không nghĩ như vậy. Thì nó không còn đúng với cái... Mang tính chất giai đoạn. Thì hồi đó, đó thí dụ như cái bài Mòn Mỏi chẳng hạn. Chú về năm Mậu Thân, chú về thăm nhà thì chú bị kẹt lại. Kẹt lại không vào Sài Gòn được, mà cũng không đi đâu được. Thì chú nghe là có bà mẹ ra nghe tiếng súng nổ thì hốt hoảng ra ngoài chờ đợi xem có gì. Thì chú mới nghĩ ra một cái bài hát là tại sao con người cứ phải thù hận nhau, vác nhau ra để chết ở những nơi chốn mà nó không thực sự không đáng chết. Người ta sống được
và người ta có hạnh phúc được thì cứ để cho người ta sống. Yeah. Tại sao lại vác nhau ra bắn y xèo chết để vinh danh một cái gì đó? Yeah. Hồi đó là chú đã có cái tinh thần phản đối như vậy. Yeah. Nhưng mà không phải chuyện của chú, cho nên yeah. chú viết cái bài đó để mà tỏ ra một cái tinh thần phản chiến thôi. Yeah. Nhưng mà chú còn nhớ là trong cái câu chuyện mà chú nói thêm là trong bài hát đó chú tưởng tượng là một người mẹ ở miền Bắc tiễn con vào miền Nam để mà chiến đấu. Mà hồi đó, đó thì chính quyền miền Bắc nói là gửi con vào miền Nam để tiếp thu những thành phố đã được giải phóng và đi tiếp tục học hành. Mà rồi cái chuyện nó không đúng, mà vào chết rồi đó. Lệ buồn nhưng ngàn năm vẫn rơi, tuổi mẹ khô cằn trên tháng ngày trôi vẫn trôi, năm tháng qua hững hờ, mong bóng còn xa mờ, chờ ngày thanh bình xa lắc xa lơ đến bao giờ. Mẹ ngồi. Cái ý nghĩa của chú lúc bây giờ mà chú thấy những cái người chiến sĩ mà người Bắc á, nhỏ lắm, khoảng chừng 15, 16 tuổi thôi mà chết một cách tức tưởi hoặc là bị thương, nằm ở đó rồi quân đội Việt Nam Cộng Hòa tới cứu, đưa vào nhà thương chữa trị. Mà bên cạnh bài Mòn Mỏi, thấy bài Lời Của Mẹ nữa. Lời Của Mẹ cũng là một cái sự cũng tiếp nối. Cũng là một cái sự đó, cũng là một cái không ngoài cái ý định, cái ý tưởng như vậy. Dạ vâng. Con đọc kỹ con thấy nó có cái nhân bản ở trong đó. Nhân bản trong đó. Dạ vâng. Chú ơi, bài hát Mòn Mỏi cũng như là bài Lời Của Mẹ trước 75 thì chú có phổ biến ở đài phát thanh hay là không, có ra bằng gì? Không. Chú không biết. Nhưng mà con biết bài này là bởi vì con nghe được một cuốn băng của cô Khánh Ly khi mà cô thực hiện ở hải ngoại, hát cho người ở lại. Thì mới nghe được cái bài Mòn Mỏi, thì rất là yêu thích và chú ý, xúc động khi nghe được câu chuyện hôm nay. Và bên cạnh những bài hai bài hát về thời cuộc này thì trước năm 1975 thì con phải nói nhìn lại những cái dòng nhạc của chú thì con có thích thêm một bài nữa và hôm nay con cũng muốn chia sẻ, đó là bài Mắc Lệ Cho Người. Bài này thì hầu như ai cũng chú ý với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, nhưng mà cái câu cuối hình như nhiều người hát sai. Đọc lại thấy nhiều người hát sai phải không? Đúng rồi, lời đúng của tác giả viết trong tập nhạc thì là vàng câu tình cũ gửi về theo đời. Tại sao lại vàng câu tình cũ? Con giải thích cho chú nghe. Vàng câu tình cũ theo con nghĩ là có thể là cuộc tình nó là phai, đã vàng ố rồi. Đúng rồi. Tức là cái cuộc tình đã xa rồi. Giống như một tờ giấy lâu rồi nó ố đi, nó vàng đi, nhưng mà vẫn viết lại để gửi lại cho đời. Nó gửi vời theo đời là gửi lại cho đời. Mà nhiều người hay là karaoke thì cứ không nghe rõ, cứ ghi là vạn câu tình cũ. Bởi nhiều người cũng sai. Nhưng mà trong đây thì con chú ý tới cái câu mà dù một khoảnh khắc sớm phai tàn. Cái câu đó là cái câu mà con rất là yêu thích. Hình như ngay từ thời trẻ chú đã có ý nghĩ là cái cuộc tình nó sẽ không lâu bền, hay là thấy được trước cái ngày chia tay, phải không? Có thể lắm, bởi vì thế này, chú không có dấn thân sâu vào những cái cuộc tình, bởi vì chú nghĩ lúc bây giờ chú có rất nhiều mặc cảm về cái sự nghèo khổ của một chàng học sinh. Nó không đủ tầm tay với tới một cái mối tình mà để mà có thể nói là hiểu theo cái nghĩa là lâu dài. Với lại lúc bây giờ là chú đang học, chú không muốn cái sự học hành của chú bị dở dang bởi những cái mối tình mà vô vọng chẳng đi tới đâu cả. Cho nên chú đành phải nó là khá là như vậy. Cảm ơn chú hôm nay nghe được cái câu chuyện này. Và bên cạnh Mắc Lệ Cho Người thì trước năm 75 thì con thấy chú cũng đã hát rất nhiều những cái cuốn băng nhạc. Không phải riêng Tơ Vàng mà cũng có các trung tâm khác cũng có mời chú hát. Thì ngoài chú thì chú thấy ai là người hát nhạc của chú mà đạt tới cái ý muốn? Chú muốn hỏi nam hay là nữ? Dạ, về nữ. Nữ thì chỉ
tôi thấy có hai người có thể chuyên trở được. Nó là Khánh Hà và Trần Thu Hà. Trần Thu Hà là sau này hải ngoại. Sau này ở hải ngoại. Còn trước 75 chứ? Trước 75 thì những cái giọng như là Kim Tước cho Hà Mộc Lan thì dĩ nhiên mình cũng có bình phẩm được. Mà họ hay quá. Wow, đúng rồi. Thì về sau này thì có cái thỉnh thoảng có nghe thấy Diễm Liên hát cũng được. Rồi thỉnh thoảng thấy cái gì Phương ấy nhỉ? Y Phương. Y Phương, hát cũng được. Còn về Nam? Nam thì có Tuấn Ngọc. Yeah. Tuấn Ngọc đã chuyên trở nhạc của chú. Đúng theo ý chú nhé. Đúng theo chú. Cảm ơn chú với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng với Jimmy sẽ trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thưa chú, trong tập nhạc của chú thì con thấy có một bài, đó là bài Như Chiếc Qua Jean. Thì ghi năm sáng tác bài đó là năm 1975. Vậy thì chú sáng tác bài đó là trước 30 tháng 4 hay là sau 30 tháng 4? Sau 30 tháng 4. Thì đó là một cái sự gọi là một sự chấm dứt mà tức tưởi đành đoạn, không? Thì trong đó cũng nói cái sự mượn cái tiếng em ở đây để gửi tâm sự của mình đối với một cái nơi chốn là mình đã lớn lên và đã sống rất nhiều mà bây giờ phải bị xóa tên là bị thay đổi đi đại khái. Thì nhưng mà trong bài này thì nó cũng có dụ ý ở những cái gọi là những cuộc tình đã qua. Thì thí dụ như là chú nói một cách bảo miệng là vì đời em, lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối, tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tối. Tình em sớm muộn gì, tình anh sớm muộn gì cũng một lần hấp hối. Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau, những men nồng tình sâu dã dày. Thì đó là một cái bài hát mà mang tâm sự của một kẻ bị mất mát. À, một bài hát chú ẩn dụ ở trong đó về thời cuộc mà cũng như là về cuộc tình cũng nằm trong Như Chiếc Que Diêm. Như lóe đốt cho đầy hồn nhau như chú nói, rất là ý nghĩa. Và bài hát đó tới hôm nay khán giả vẫn yêu thích Như Chiếc Que Diêm. Sáng tác, đường lối sáng tác của chú trước năm 75 với sau năm 75 có thay đổi gì không? Thực sự trong đời người nó có nhiều thay đổi. Chú nói trong đời sống con người nó có nhiều thay đổi. Đời sống ở những năm 18 tuổi mới lớn, những chàng thanh niên mới lớn nó khác. Và đời sống của những người trung niên 35-40 nó khác. Và đời sống của những người có tuổi về sau này nó khác đi, bởi vì những khác ở chỗ nào, ở chỗ suy nghĩ. Trước thì mình lãng mạn, cái lãng mạn rất là dễ thương, không? Nhưng sau đó thì là một cái nhìn sâu lắng hơn về những cái cuộc tình, suy nghĩ về những cuộc tình nó sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu, cái gì đại khái như vậy. Thì nó sâu lắng hơn. Và đến năm lớn tuổi hơn nữa thì mình cho là mình dùng những cái bản tình ca để đưa vào cái ẩn dụ. Chẳng hạn có một bài mà chú viết sau năm 75 mà con rất yêu thích nữa, đó là bài Mãi Mãi Bên Em. Trong đó mở đầu cái câu mà con cứ nhớ hoài là nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu của chúng ta. Vậy thì em đây là ai thưa chú? Em đây là ai thì con biết rồi, cần gì hỏi chú này. Cơ duyên nào để chú gặp em? Không. Thì có những cái lần mà chú đau hoặc là chú yếu và thì cái người mà vợ của chú đến bên cạnh chú, luôn luôn ở bên cạnh chú. Thì chú có món quà để tặng cho
cho người mình yêu, đã nghĩa là hy sinh suốt một cuộc đời cho con, cho chồng, đó là cô bây giờ. Thì để lại như vậy đó, là một cái dấu ấn trong cuộc tình của chú. Quá đẹp, dấu ấn quá đẹp. À, con có nghe chú chia sẻ là lúc mà vượt biên, vượt biển thì cô chú cũng đồng hành cùng với nhau. Thì chú có một bài là khi tôi đến nơi đây. Khi tôi đến nơi đây là một bài hát mà cũng mang tâm tư của một kẻ ra đi đứt đoạn ở phía sau là mảnh quê hương và những tình cảm giữa bạn bè và người thân thuộc còn ở lại. Đó là bản mà, nhưng mà khi tới được bến bờ tự do rồi đó, thì nỗi vui mừng đó nó trở thành một cái trở thành một cái gọi là một cái bạn, một cái tình khúc mà để diễn tả cái nỗi hân hoan của người cũng như sự đau khổ của kẻ ra đi, thì rất là ấn tượng trong đó. Ngay cái lúc đầu đó, thì khi mà ở cái cảng Singapore đó, mà họ đưa gia đình chú với lại những người mà được lên Singapore đó đi qua một cái quãng đường, rồi tới trại tị nạn đấy. Trong cái quãng đường đó, trong ánh nắng, ánh sáng chiều, chú thấy mùa màu xanh của bãi cỏ nó đẹp quá. Chú mới nghĩ ra với câu: khi tôi đến nơi đây, nắng rực rỡ ngoài khoang trời xa, mà lòng tôi thấy rộng mở những thiên đường. Coi như là mình tới một cái đất nước mà giống như thiên đường mình mơ. Khi tôi đến nơi đây, tất lòng sao còn nghe bàng hoàng, tưởng chừng như tới từ từng nấm mồ hoang. Cái sóng biển á, chắc có tưởng tượng đấy, cái sóng biển mà nó đánh lên á, mà cái ghe của mình á, mà không lúc mà nó xuống chút đầu xuống mà nó không ngóc đầu lên được nữa là thôi hết rồi. Đó, coi như cả cái ghe nó chìm. Nhưng mà cũng nhờ bàn tay của Thượng Đế nâng đỡ mình bước vào bờ. Thì cho thấy là khi tôi đến đây, tất làm sao còn nghe bàng hoàng, tưởng chừng nhớ tới từ từng nấm mồ hoang. Là cái sóng điện à. Không biết thấy nó luôn chỗ đâu. Rồi tới cái chỗ đó. Khi qua nơi đây, tôi đã thấy màu xanh cỏ hoa. Tôi đã thấy trái tim hiền hòa. Tôi đã thấy nụ cười bao dung. Tôi nghe biết những bài tình ca của đất nước thanh bình. Khi qua nơi đây, tôi bỗng thấy đồng hoang cỏ tranh. Tôi bỗng thấy mắt em lạc loài. Tôi bỗng thấy nụ cười băn khoăn. Tôi nghe tiếng thở dài than van của xóm nghèo bên dòng Kinh Đen. Tôi ra đi mà lòng tôi ở lại. Tôi ra đi mà hồn tôi ở lại. Tôi ra đi mà lòng tôi cô quạnh. Có ai biết rằng nửa đời tôi đã chết ở quê hương? Có ai biết rằng nửa đời tôi đang sống vật vờ ở nơi quê người? Khi tôi đến nơi đây, thoảng vọng nghe một bản tình ca mà ngỡ tiếng khóc vọng từ chốn quê nhà. Khi tôi đến nơi đây, tất lòng sao còn nghe ủ rột, đời vui đâu đó, riêng lòng vẫn buồn tênh. Tức là những có cái contrast ở trong đó. Nó có những cái sự mà tương phản. Tương phản đúng không? Để so sánh. Bài hát rất hay. Và như lúc nãy chú có chia sẻ là bài Mãi Mãi Bên Em là chú viết cho cô. Và cũng phải nói là nhờ có cô chăm sóc cho chú. Như chú lúc đầu chia sẻ là 10 năm trước thì chú bị bạo bệnh rất nặng. Thì có sự chăm sóc thì cho nên bây giờ sức khỏe chú cũng đỡ lắm rồi. Thì cái lúc mà chú đang ở cái giai đoạn thập tử nhất sinh như vậy thì chú có cảm nghĩ như thế nào và có những bài hát nào ghi lại cái thời gian đó hay không, khoảng 10 năm trước? Thì chú coi như là người đã chết rồi, không còn sống được nữa. Cho nên chú nghĩ miên man về cuộc đời, về những cái trầm luân cuộc đời, chú nghĩ miên man lắm. Tức là tại vì bác sĩ cho chú biết là chú chỉ còn sống nhiều lắm là một tháng. Nhiều lắm một sáng. Thì chú đã cố gắng vượt tất cả mọi cái gọi là cái bi thảm.
rất là chúng rất là cái mình tuyệt vọng không phải rất là gọi là mình không có coi những chuyện đó là quan trọng. Chết cũng được, sống cũng được. Trong thời gian mình đã sống rồi, không? Mình đã có được vợ đẹp con xinh, mình đã có đủ thứ trên đời thì mình đi cũng cũng vậy, chết cũng vậy, sống cũng vậy. Thì coi như là chú rất là bình thản, rất là bình thản chấp nhận. Thì từ từ thì cái tinh thần nó quan trọng đấy. Từ từ thì nó lại bắt đầu nó từ từ nó hồi sinh lại. Hồi sinh lại. Và chú bây giờ thì với sức khỏe rất là tốt, và đặc biệt hơn là chú và cô và gia đình là ở trên Oregon là bao nhiêu năm nay. Thì hôm nay rất là vui được gặp lại và cũng như là được chào đón chú đến với chương trình là Jimmy Show. Chương trình của con hôm nay tuy ngắn gọn nhưng cũng ít ra giới thiệu rất nhiều những ca khúc và cũng như những giai đoạn trong sự nghiệp sáng tác của chú. Xin chú có vài lời với khán giả. Thưa quý vị khán giả, trước hết là tôi có một ít lời được cảm ơn quý vị và các anh chị em đã yêu thích nhạc của tôi, cũng giống như quý vị đã nuôi dưỡng nhạc của tôi từ bao nhiêu thế hệ qua. Đó là một cái điều khích lệ lớn lao cho một người viết nhạc mà được người nghe nâng niu. Thì không còn cái lời nào mà tốt đẹp hơn là xin được chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin yêu. Riêng con thì con chúc chú thật nhiều sức khỏe và cũng lúc nào cũng trong tình thương yêu của cô và các anh chị trong gia đình. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn và con. Cùng với lời chúc đó xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình The Jimmy Show kỳ tới. Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.